chuyển dạng chịu đủ sát thương lui ra. Một trụ ở nhà chính đã có. Và wow! Tốc biến vào điện đài để kêu không? Chung. Đó là 4 mạng rồi, không canh nhà ăn một mạng. Không có Beta cho bay, chỉ có chức vô địch thứ tư liên tục dành cho Genji Esports. Genji sẽ bảo toàn ngôi vương của mình và chức vô địch thứ tư liên tục tại giải đấu LCK dành cho Genji. Họ sẽ là đại diện hạt giống số 1 của khu LCK tiến tới với kỳ MSI sắp tới tại Thành Đô. Và T1 vẫn chưa thể nào phá rớt với kỳ phùng địch thủ Genji. Họ đã nỗ lực tới tận cùng trong những khoảnh khắc ngặt nghèo nhất. Tôi đã không nghĩ rằng họ có thể đẩy được bán đấu này tới phút thứ 45, 46 của bán đấu quyết định. Nhưng cuối cùng thì Genji vẫn là những nhà vô địch. Và họ thiết lập nên một kỷ lục mới. Kỷ lục mà mới chỉ có một mình họ làm được mà thôi. 4 chức vô địch liên tục. Đế chế của Genji tại LCK vẫn vẹn toàn. Chúc mừng Genji với chức vô địch thứ tư liên tục của họ. Và Kin, xin chúc mừng Kin với chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp dài đằng đẵng của mình. Và đây là một chức vô địch hoàn toàn xứng đáng với màn trình diễn của anh ta. Bây giờ thì có lẽ chúng tôi cũng không biết nói gì hơn ngoài việc chúc mừng Genji. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bạn dành cho LCK mùa xuân 2024. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại MSI 2024.